Tỉnh Cà Mau được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận thêm 4 đặc sản. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ khẩn trương thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở trên sông Trà Nóc. Ngư dân vui mừng đón lộc biển đầu năm Tân Sửu. Nét đẹp đời thường ngày hôm nay xin chia sẻ đến quý vị thông tin thành phố Hồ Chí Minh cùng chung tay giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch. Quý vị vừa đến với một số thông tin nổi bật có trong bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An vào ngày hôm nay. Diễm Loan và Đào Duy xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, nhân ngày Tết Thượng Nguyên, để cầu bình an cho gia đình thì đông đảo người dân đã đi viếng chùa. Nhưng để phòng tránh dịch bệnh thì một số tự viện lớn đã tổ chức nhiều khóa lễ online. Và với người dân Long An nói riêng, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt khi tham gia sự kiện thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 đã diễn ra tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin nóng nhất của chương trình. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi trên màn hình. Thưa quý vị và bà con, trong những năm vừa qua, du khách đến tỉnh Cà Mau, ngoài thưởng thức mật ong rừng, ăn cua biển, thì nhiều người phải ăn bằng được lẩu mắm U Minh, bởi đó là cả một kho tàng đặc sản từ bình dân đến quý hiếm, là sự kết hợp tài hoa, điệu nghệ của bàn tay ẩm thực từ người nấu. Rất vinh dự, món ăn này đã lọt vào top 100 món ăn đặc sản của Việt Nam. Đúng là như vậy thưa quý vị. Cụ thể thì cua Nam Căn và lẩu mắm U Minh của tỉnh Cà Mau đã lọt vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam. Còn tôm khô Cà Mau và mật ong rừng U Minh trở thành 2 trên 100 đặc sản quà tặng của Việt Nam. Đây chính là kết quả của hành trình tìm kiếm quảng bá giá trị ẩm thực đặc sản do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp với Viện Kỷ lục Việt Nam và Tổ chức Top Việt Nam triển khai tại 63 tỉnh thành. Ngày 26 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã nhận được quyết định của Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam về việc 4 loại thực phẩm món ăn lọt vào danh sách top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam. Các món ăn đặc sản của địa phương này thuộc top sẽ được công bố giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Như xưa nay, người ta vẫn ca tụng về tỉnh Cà Mau, ăn cá lóc nướng trui, thưởng thức cua Cà Mau mà không thử lẩu mắm U Minh thì chưa trọn chuyến đi. Được biết nguyên liệu chính của món ăn này chủ yếu từ các loại mắm đồng như mắm cá lóc, cá rô, cá trê và cá sặc. Lẩu mắm ngon được nấu bằng nước dừa tươi. Khi nấu chín mắm, người làm bếp phải lược vỏ xương rồi cho vào nồi lẩu các loại nguyên liệu như là cá, thịt, tôm, rồi nêm các loại gia vị, mỡ phi với sả để nồi lẩu có thêm mùi thơm đặc trưng của miền Tây dân dã. Ăn kèm với lẩu mắm U Minh là các loại rau, trong đó ngon nhất là đọt trọi hái tại rừng U Minh Hạ. Như quý vị cũng đã biết, do dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho nhiều địa điểm vui chơi, những khu du lịch vắng khách vì người dân lo ngại tập trung chúng đông người. Tuy nhiên, tại thành phố Châu Đốc, lượng du khách viếng thăm nơi đây vẫn không hề giảm. Lúc cao điểm, ngày cũng như đêm, khu vực này luôn rất đông người. Theo ghi nhận ngày 26 tháng 2, nhằm vào ngày rằm tháng Giêng, thì hàng ngàn người dân khắp nơi trong ngoài tỉnh đã đổ xô về cúng kiến tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, thành phố Châu Đốc và các điểm chùa ở khu vực Bảy Núi thuộc hai huyện là Tịnh Biên và Tri Tôn của tỉnh An Giang. Từ khoảng 8 giờ 45 phút ngày 26 tháng 2, tuyến quốc lộ 91 từ thành phố Châu Đốc kéo dài đến huyện Tịnh Biên đã đông đúc xe chở khách về vùng Bảy Núi để cúng viếng các điểm chùa nhân dịp rằm tháng Giêng. Càng về trưa, lượng khách đổ xô về các điểm chùa ở vùng Bảy Núi càng nhộn nhịp hơn. Các con đường dẫn vào Miếu Bà đông nghẹt khách hơn cả dịp Tết Tân Sửu năm 2021 vừa qua. Không chỉ có vậy, bên trong khuôn viên Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam còn chật chội hơn, dòng người hành hương vào cúng bà phải chen lấn mới vào được. Theo ông Huỳnh Ngọc Trư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam cho biết, từ 30 Tết đến ngày 14 tháng 1 âm lịch, đã có gần 280.000 lượt khách đến tham quan cúng viếng. Riêng trong ngày rằm tháng Giêng này, ước tính lượng khách khoảng 21.000 lượt đến cúng viếng tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý khu du lịch, yêu cầu bà con đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn để phòng dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định. Kính thưa quý vị khán giả, dân gian có câu lễ chùa quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Vì thế, theo như truyền thống, đây là dịp để người dân đến chùa lễ Phật cầu bình an cho cả năm. Thế nhưng, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, một số tỉnh, thành phố đã có công văn hạn chế tụ tập đông người tại các cơ sở tôn giáo. Vì vậy, nhiều chùa đã tạm thời đóng cửa và không cử hành các khóa lễ như những năm trước đây.
Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng văn hóa của người dân, các chùa đã thực hiện hình thức trực tuyến hóa các chương trình hành lễ của rằm tháng Giêng bằng các ứng dụng tiện ích của mạng xã hội. Chỉ cần vào các trang Facebook của chùa là có thể tìm được những thông báo về những khóa lễ online như thế này. Nhà chùa vẫn tổ chức các chương trình như sám hối, cầu an, thuyết giảng, nhưng với hình thức phát trực tiếp trên mạng xã hội. Người dân hay Phật tử nếu không đến chùa vẫn có thể tham gia một cách vô cùng tiện lợi. Đơn cử là buổi lễ cầu an này, phần chữ của nghi thức được hiện lên màn hình để người online có thể theo dõi và cùng cầu nguyện không khác gì ở chùa. Dịch Covid diễn ra thì nhiều chùa, nhiều chùa lớn đóng cửa, thì không có tập trung nhiều được. Cho nên Phật tử như mình ở tại gia thì có thể mình tham gia những cái thời khóa mà chùa qua chương trình online thì mình cũng thành tâm để mình chiêm bái Phật. Những cái buổi lễ online thì mình thấy cũng tốt cho cái chương trình mà phòng dịch này kia vậy đó. Mà theo mình thì mình thích đi chùa thực tế vậy thôi. Mặc dù tiện lợi và đảm bảo an toàn, song vẫn có những ý kiến cho rằng việc tham dự những buổi lễ online vẫn không hiệu quả bằng đến trực tiếp có mặt ở chùa. Tuy nhiên, theo góc nhìn của Phật giáo, chỉ cần người tham dự đặt hết lòng thành của mình thì sự cảm ứng và ý nghĩa của buổi lễ vẫn không thay đổi. Nếu mà nói về giá trị tâm linh của một khóa lễ đó, thì hệ quy chiếu chính đó là ở tâm. Ngay cái thời điểm thiêng liêng đó, cái thời khắc đó, tất cả cùng hướng nhau về Đức Phật để cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước thịnh vượng phát triển, gia đình là hạnh phúc ấm êm, rồi mọi người được bình an, thì tôi nghĩ rằng là không ai mà không tham gia. Cho nên khéo léo thì chúng ta vẫn có thể tổ chức được, để trong những cái bối cảnh khủng hoảng như thế này đó, chúng ta đừng có quá lo lắng sai rằng là làm như thế không có phước, làm như thế là Phật không có chứng giám, làm như thế là không được thiêng liêng, làm như thế là không đạt được trọn vẹn ý nghĩa. Tâm thành thì Phật chứng, thiết nghĩ đi chùa qua mạng xã hội là một trong những giải pháp hiệu quả đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng một cách an toàn trong tình hình dịch đang phức tạp như hiện nay. Chuyển sang các thông tin khác, tại thành phố Cần Thơ, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 25 tháng 2, tại đường Lê Thị Hồng Gấm thuộc khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy đã xảy ra sạt lở bờ sông Trà Nóc và đã làm ảnh hưởng tới 12 căn nhà. Và ngay sau đó thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố đã khẩn trương đến thăm hỏi bà con và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Theo đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Trà An và quận Bình Thủy đã huy động lực lượng là bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên giúp người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực, nhà cửa bị sạt lở rạn nứt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã kịp thời đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi hộ dân 20 triệu đồng từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai của thành phố để bà con khắc phục hậu quả. Ông cũng nhắc nhở người dân không nên lưu trú tại căn nhà bị sạt lở rạn nứt, kịp thời di dời tài sản đến nơi an toàn và tìm nơi cư ngụ tạm tại nhà người thân hoặc nhà thuê phòng trọ. Ông còn chỉ đạo phường Trà An cùng ngành chức năng quận Bình Thủy bố trí lực lượng hỗ trợ di dời người dân, toàn bộ tài sản đến nơi an toàn và tìm nơi cư ngụ cho người dân nếu có nhu cầu. Đồng thời, Chi cục Thủy lợi thành phố phải khẩn trương tiến hành khảo sát thực tế và đề xuất thành phố giải pháp khắc phục sạt lở tại khu vực này. Trước đó, theo một số người dân địa phương cho biết, trong lúc họ đang chuẩn bị bữa ăn trưa thì phát hiện phần nhà phía sau rạn nứt và hạ thấp từ từ xuống sông. Sau đó, ba căn nhà liền kề đã bị sập phần nhà sâu xuống sông Trà Nóc, chín căn nhà kế tiếp bị rạn nứt vách tường và có nguy cơ đổ sập xuống sông. Vào tháng 6 năm 2020, bờ sông Trà Nóc tại khu vực này cũng đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, làm sạt hoàn toàn phần nhà phía sau của 13 hộ dân. Liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả do đối tượng Phan Thanh Hữu cầm đầu mà chương trình đã đưa tin vào những ngày trước đây, ngày 26 tháng 2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin nhanh, đơn vị đã tạm giữ tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09. Và theo cơ quan điều tra, hai tàu này có tải trọng khủng, mỗi chiếc là 1.500 tấn được sử dụng vào việc vận chuyển và bơm hút xăng lậu. Trước đó, vào đêm ngày 6 tháng 2, khi lực lượng cảnh sát ập vào kiểm tra, thuyền viên trên hai tàu này đã chống trả quyết liệt, đâm va vào tàu của lực lượng chức năng và trốn thoát. Sau đó, hai chiếc tàu được sơn sửa lại nhằm che mắt lực lượng chức năng. Ngày 24 tháng 2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ hai con tàu trên tại cầu cảng Sông Hậu, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Cảnh sát đã khám xét hai con tàu lấy lời khai của hai thuyền viên tàu Nhật Minh 7 và thợ máy trên tàu Nhật Minh 9. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố thêm 3 bị can về hành vi buôn lậu. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và bà con, cũng vào ngày 26 tháng 2, Công an của huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối tượng Đào Nhật Hào, 19 tuổi và đối tượng Nguyễn Văn Trí, 18 tuổi, cùng ngụ tại huyện Tháp 10 để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, Công an huyện Tháp 10 cũng đã bước đầu làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc là do hai nhóm thanh thiếu niên trên đã mâu thuẫn đánh nhau trước đó khoảng 4 ngày. Tuy hành vi nghiêm trọng đến mức phải xử lý hình sự, nhưng thực chất không phải là băng nhóm và côn đồ. Theo nội dung vụ việc, Lê Hữu Thắng là học sinh đã bỏ học có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác. Trong những người này có anh LVK, 17 tuổi, nam sinh lớp 11, trường trung học phổ thông Tháp 10. Chiều ngày 22 tháng 2, nhóm bạn của Thắng đến trường đón đường, sau đó khống chế Ca đưa đến nơi vắng người cho Thắng đánh. Sau khi xảy ra vụ việc, Ca điện thoại thách thức Thắng và thông báo cho nhóm bạn. Nhóm bạn của Ca đã đến trường trung học phổ thông Đốc Binh Kiều khống chế NHB và DMT, học sinh lớp 12, là bạn của Thắng. Nhóm của Ca đưa hai nam sinh này đến nơi vắng để Hồng ép Thắng ra nói chuyện. Thắng không đến, B và T bị nhóm người này đánh. Theo xác nhận của bệnh viện, các học sinh chấn thương phần mềm, xây xát vùng đầu, mặt, tay và bụng. Sau khi thăm khám và điều trị, sức khỏe của nam sinh đã ổn định. Công an huyện Tháp 10 cho biết hành vi của các thanh thiếu niên này đã cấu thành tội phạm, nhưng bản chất vụ việc là do bộc phát nhất thời, thiếu hiểu biết pháp luật. Công an huyện Tháp 10 sẽ xem xét nhìn nhận đúng bản chất sự việc để xử lý, mang tính giáo dục và răn đe chung. Và trước vụ việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng đã yêu cầu cơ quan công an cần xem xét điều tra, xử lý vụ việc theo hướng tích cực, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vừa mang tính răn đe, vừa tạo cơ hội để cho các em được giáo dục, hồi phục và hòa nhập cộng đồng. Đồng thời cũng kêu gọi sự quản lý phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình đối với các em thanh thiếu niên tại địa phương. Như quý vị cũng đã biết, với ngư dân thì chuyến ra khơi đầu năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng về mặt tâm lý. Và sau những ngày vui xuân đón Tết cổ truyền vừa qua, ngư dân các nơi đã ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Và theo ghi nhận của phóng viên thì loại hình lưới vây đã mở màn đón lộc biển đầu năm với sản lượng đạt hàng trăm tấn. Hiện nay, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Bạc Liêu ở huyện Đông Hải đã và đang tiếp nhận hàng chục lượt tàu thuyền cập bến mỗi ngày, tạo nên không khí nhộn nhịp đầu năm. Niềm vui của ngư dân dường như vỡ òa khi những chiếc ghe tàu trở về đều đầy ắp hải sản. Từ ngày mùng 10 âm lịch thì biển bắt đầu yên ả, rất thuận lợi cho hoạt động ra khơi đánh bắt. Trong thời điểm này, các tàu cá bắt đầu ra khơi đồng loạt và lượng cá trên ngư trường cũng dồi dào hơn mọi năm. Chỉ khoảng trong từ 2 đến 3 ngày ra khơi, các tàu cá hoạt động theo loại hình lưới vây đã trúng đậm cá mồi dầu và ba thú. Sau thời gian nghỉ ăn Tết thì chúng tôi cũng ra khơi, đánh được cũng 5-10 tháng, chúng tôi rất phấn khởi. Theo ghi nhận tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Bạc Liêu, trong ngày 23 và 24 tháng 2, đã có gần 30 tàu cá từ các tỉnh như Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau cập cảng lên hàng gần 400 tấn cá. Cứ khoảng từ 15 đến 30 phút là có một tàu cập cảng. Nối đuôi nhau chờ lên hàng tạo nên không khí nhộn nhịp cho những ngày đầu năm. Được biết mặc dù giá cá năm nay thấp hơn so với năm 2020 do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhưng sản lượng đánh bắt lớn đã bù đắp được thu nhập cho tài công và ngư phủ. Lợi nhuận của chủ tàu cũng tăng cao. Tính bình quân thì mỗi tàu thu hoạch khoảng 10 tấn cá, thu nhập 100 triệu đồng, trừ đi chi phí đầu vào khoảng 10 triệu đồng thì chủ tàu thu lợi nhuận 40 triệu đồng, còn lại 50 triệu đồng chia cho tài công và ngư phủ. Ở đầu vụ đầu mùa năm nay ra làm ăn cũng thấy cũng đỡ đó, thì anh em cũng phấn khởi lắm. Vụ mùa năm nay thì làm ăn chắc thấy cũng có chuyển biến đó, cá cũng đỡ. Hiện nay, ngư dân trong và ngoài tỉnh đang mong mỏi sự thuận lợi của mùa vụ khai thác đầu năm sẽ tiếp tục được kéo dài và ngư dân sẽ có được một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió. Ngày 26 tháng 2, tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người giai đoạn 2. Loại vaccine có tên là Nanocovax do công ty Nanogen nghiên cứu và sản xuất. Với sự kiện này, Việt Nam đang tiến gần hơn với loại vaccine COVID-19 nội địa do chính Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, mang lại nhiều hy vọng góp phần khống chế đại dịch COVID-19. Theo ghi nhận, trong sáng nay, tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cũng bắt đầu tiêm cho hơn 100 tình nguyện viên. Các tình nguyện viên này được lựa chọn từ danh sách 179 người đã được khám sàng lọc sức khỏe trong 2 ngày qua. Đối với giai đoạn 2 thì chúng tôi đã mở rộng hơn, đã được Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức phê duyệt những cái tiêu chuẩn đánh giá của giai đoạn 2. Thì trong giai đoạn những đối tượng có bệnh lý nền nhưng ổn định và qua tất cả các xét nghiệm cũng như đánh giá của bác sĩ trong quá trình thu tuyển thì vẫn có thể được tham gia vào nghiên cứu giai đoạn 2.
Khác với đợt thử nghiệm lần thứ nhất, ở đợt thử nghiệm giai đoạn 2 có 4 nhóm thử nghiệm, trong đó 3 nhóm sử dụng vaccine, còn 1 nhóm sử dụng giả dược. Điều này hoàn toàn ngẫu nhiên, bản thân người nghiên cứu, nhân viên y tế và tình nguyện viên đều không biết để có sự khách quan nhằm để đánh giá tỷ lệ miễn dịch của từng đối tượng. Thì mình cũng rất là tin tưởng về cái viện Pasteur nghiên cứu đã thử nghiệm lâm sàng đợt 1 của bên quân đội rồi. Đợt này tuyên truyền khách cho người dân ở trong cả nước thì rất là tin tưởng với cái đợt tiêm chủng vaccine COVID lần này. Được biết giai đoạn 2 sẽ có 560 người từ 18 đến 65 tuổi tham gia vào quá trình tiêm thử nghiệm. Qua đánh giá bước đầu, các chuyên gia cho biết vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch tốt. Điều này tạo hiệu ứng đáng mừng trong công tác phòng chống dịch như hiện nay. Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một tình huống trộm chó hiện đang gây phẫn nộ trong dư luận. Khi chó lớn bị trộm đã đành, những chú chó con bé xíu ở ngay trong sân nhà có hàng rào che chắn cẩn thận, vậy mà vẫn biến mất thưa quý vị. Thực hư ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây để rồi đề cao cảnh giác hơn trong việc nuôi giữ thú cưng của mình. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, giữa ban ngày trong sân nhà của một người dân ngụ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, có hai chú chó con. Vì còn nhỏ xíu nên thấy người lạ, các chú chó này cũng vẫy đuôi mừng. Đối tượng này đã rất bình thản ẵm một chú chó ra ngoài rồi tẩu thoát. Mọi người không nên chủ quan, đối với chó con nên nhốt vào chuồng hoặc xích lại nhốt trong nhà, coi ngó cẩn thận, sơ hở là bị trộm ngay. Trong khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ nổ lốp xe ô tô khiến cho một người tử vong tại chỗ vừa xảy ra trên địa bàn của huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, thì mới đây cộng đồng mạng lại tiếp tục bàn tán xôn xao trước một đoạn clip khác ghi lại cảnh vỏ xe máy cũng phát nổ. Sự việc khiến cho nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng, sự an toàn của các loại vỏ xe hiện nay. Theo đoạn camera tại cửa hàng sửa xe này ghi lại, trong lúc người thợ mặc áo đỏ đang sửa xe, cảnh đó còn có chủ nhân chiếc xe máy ngồi gần. Bất ngờ trong quá trình sửa, bánh trước của chiếc xe này phát nổ, khiến thanh niên áo đỏ té ngã về sau. May mắn cả hai không bị thương gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự việc tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động sâu sắc về sự an toàn của các loại vỏ xe hiện nay. Hay phải chăng là do trong quá trình sửa chữa, người thợ đã áp dụng không đúng cách dẫn đến tai nạn khó lường trên. Tiếp tục chương trình là tình huống giao thông thót tim khiến cho nhiều người không khỏi giật mình. Theo đó thì hai người điều khiển xe máy đã thoát khỏi tử thần một cách ngoạn mục trước pha lùi xe chớp nhoáng của một tài xế. Theo hình ảnh được camera an ninh tại đây ghi nhận được, hai người điều khiển xe máy đang đứng sau đít chiếc xe bồn này. Những tưởng chiếc xe thấy mình nhưng nào ngờ, chiếc xe bồn này đã tiến hành lùi xe quay đầu mà không hề nhận ra phía sau có người. Màn va chạm đã diễn ra, thanh niên ngồi sau xe máy dần dần bị cuốn vào xe bồn. May mắn lúc này người điều khiển xe máy đã giữ bình tĩnh phóng xe về trước, người ngồi sau vội nhảy xuống lao ra ngoài. Mọi người xung quanh hô hoán tài xế xe bồn mới dừng xe lại, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Kính thưa quý vị, chạy theo sự phát triển của công nghệ, bên cạnh những tính năng hữu hiệu giúp cho chúng ta có thể cải thiện cuộc sống, thì cũng có những biến tướng liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tiếp thị khách hàng hoạt động mại dâm trá hình. Và có thể nói rằng là thị trường mại dâm online ngày càng nhộn nhịp khi các đối tượng mua bán dâm sử dụng các ứng dụng công nghệ để thu hút khách với thủ đoạn tinh vi hơn. Cơ quan chức năng ngày càng gặp khó khăn trong việc đấu tranh và triệt phá tệ nạn này. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Không còn đơn thuần là những hình thức cổ như đứng chào mời khách ở những nơi công cộng hoặc núp bóng trong các cơ sở kinh doanh massage. Gần đây, hoạt động mua bán dâm phát triển rầm rộ trên nhiều trang web. Để dễ dàng thu hút khách, gái bán dâm thường đặt cho mình những nghệ danh mỹ miều kèm theo những bức ảnh khiêu gợi và các dịch vụ mà mình có thể làm cho thượng đế sung sướng. Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Đức Thanh, chủ nhà nghỉ Hoàng Lê trên đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Nội, có hành vi cho hoạt động mua bán dâm tại cơ sở kinh doanh của mình. Tại cơ quan điều tra, Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Khi có khách đến hỏi mua dâm, Thanh đã bố trí phòng và gọi những cô gái bán dâm đến phục vụ khách với giá 400.000 đồng. Hai cô gái bán dâm đến từ Hòa Bình, họ luôn ở nhà nghỉ của Thanh để thuận lợi cho công việc của mình. Mỗi lần khách sung sướng, họ được trả 300.000 đồng, còn Thanh sẽ thu 80.000 đồng là tiền phòng của khách. Theo lời khai của hai cô gái bán dâm, hàng ngày họ nhận khách qua trang web đen và để có những hình ảnh đẹp gợi cảm, các cô chụp ảnh khỏa thân và tự tay đăng lên,
giới thiệu một cách chi tiết những dịch vụ mà mình có thể phục vụ khách. Trước việc cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đẩy lùi tệ nạn gái bán dâm hoạt động ở những nơi công cộng, thì nay một phần của lực lượng bán dâm này chuyển sang hình thức khác là dùng công nghệ để tiếp cận khách hàng. Bằng kỹ thuật Photoshop, các cô từ dịch biến thành thiên nga để thu hút những người đàn ông hám của lạ. Việc trao bán dâm cũng diễn ra công khai. Sau khi đã chấm được một cô gái nào đó ưng ý trên trang web, chỉ cần một tin nhắn là khách sẽ có số điện thoại để trả giá cho việc mua bán dâm. Thị trường mại dâm online cũng nhộn nhịp không kém ở các trang web như thế này. Khách mua dâm gọi tất cả đều qua những trang web. Đấy, đâm ra là những cái việc mà để mà quản lý cũng như là để nắm tình hình rất là khó khăn đối với lực lượng cảnh sát hình sự. Để công tác phòng chống mại dâm đạt hiệu quả cao, các cấp các ngành cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tác hại của mại dâm nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội, làm rõ tác hại và ảnh hưởng của tệ nạn này đến đời sống xã hội để đảm bảo an toàn xã hội, an ninh trật tự của địa phương. Thực hiện theo phương châm lá lành đùm lá rách, nhóm sức trẻ Sài Gòn của chị Thái Nguyệt Nhi đã kết hợp cùng với đoàn phường 4 quận 3 tổ chức giải cứu nông sản cho bà con nông dân tại vùng dịch Hải Dương. Và đây là điểm giải cứu đầu tiên trong đợt dịch này tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đã san sẻ phần nào khó khăn với bà con nông dân đang phải gánh chịu dịch bệnh. Bắp cải, su su, cải ngọt và vô số các loại rau củ của bà con nông dân Hải Dương phải chịu cảnh ùn ứ, không thể tiêu thụ do sự bùng phát của dịch Covid-19 tại tỉnh này. Trước tình hình đó, nhóm sức trẻ Sài Gòn cùng với đoàn phường 4 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch thu mua, vận chuyển nông sản từ Hải Dương về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ và bán với giá 0 đồng cho bà con trong thành phố. Ở trên Facebook hiện nay có một cái hội nhóm để giải cứu, thì bên nhóm chị Nhi đã liên hệ với một người trong nhóm đó để liên hệ với các nông dân và thuê xe vận chuyển từ ngoài Hải Dương vào đây. Và khi vào được tới thành phố Hồ Chí Minh thì trên đường đi cũng đã được khử khuẩn đầy đủ và an toàn. Và muốn vào được thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là rất là gắt gao chứ không phải là dễ mà vô. Thì nên mọi người rất là yên tâm về những cái sản phẩm này. Ngày 23 thì tụi mình đã tải đi được 10 tấn hàng hóa cho tất cả các người dân đi đường cũng như là các cơ sở tôn giáo, cơ sở máy ấm trên địa bàn quận 3 cũng như các nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục thêm 10 tấn hàng nữa, và song song đó vẫn sẽ để gian hàng bán với giá 0 đồng cho người dân và vẫn để thùng quỹ tùy tâm, và tùy tâm cái nguồn kinh phí đó sẽ thu lại để làm những cái hoạt động khác của nhóm sức trẻ Sài Gòn. Nhận thấy đây là hoạt động tích cực mang ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ đồng bào nên thu hút đông đảo người dân đến nhận rau củ. Tùy vào khả năng mà mỗi người sẽ phát tâm đóng góp cho hoạt động. Đối với những hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số, nhóm chỉ tặng và không nhận tiền. Từ đó có thể thấy, hoạt động không chỉ giải cứu nông sản cho bà con nông dân vùng dịch mà còn giúp đỡ được phần nào cho các hoàn cảnh khó khăn trong thành phố. Cô đi bán bình thường, thấy người ta cho cải là cô lại cô ghé, cô xin. Cho thì cô về cô ăn, cô cũng biết ơn những người mà giúp đỡ cho mình. Nhận quà thì chị cũng nghĩ tới mà công lao của người ta và công lao chuyên chở nữa. Thật ra chị cô ủng hộ một cách. Hải Dương nó bị nặng quá. Trái cây rồi những cái nông sản thì vứt bỏ ngoài ruộng ngoài đồng, thế là biết bao nhiêu khổ sở của dân mình. Mình cũng là dân khổ rồi, nhưng mà có nói là lá lành đùm lá rách đùm lá nát, thì làm được cái chuyện này có thấy cái chuyện rất rất tốt, rất quý. Với sự đồng lòng chung tay của bà con trên khắp mọi miền đất nước, hy vọng rằng Việt Nam sẽ sớm vượt qua và chiến thắng đại dịch.